Này các bạn, đi vườn xong rồi đi bay, bay xuống mương rồi nó dậy luôn nè. Đó. Đi vườn ai nói đi vườn sướng lắm. Nó quay trên chứ. Banh đôi dép luôn rồi. À, nát luôn. Quán chào các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là kỹ sư Thái, giải pháp nông nghiệp. Hôm nay là mình ghé lại vườn của chú Hăng. Chú Hăng ở trong là ấp 1, ấp 2 Tân Hưng, cái bè Tiền Giang á. Thì ở video clip trước á, thì vườn của chú Hăng là đang trong quy trình làm bông với chỗ kỹ sư Thái. Thì ở video clip trước mình chia sẻ hồi lúc đó là bông nó dài ra. Là sau khi ra bông, nghĩa là sau khi cây nó ra bông mình cần phải làm gì. Thì mình nhắc lại luôn là ở clip trước là mình có chia sẻ luôn là cả một cái quy trình gồm là sau khi ra bông. Gồm có gì? Thứ nhất là mình sẽ phun thuốc ngoài lá để ngừa nhện và cháy lá. Thì bộ thuốc là gì mình có chia sẻ. Thứ hai là mình cho thuốc đổ gốc. Đổ gốc để ngừa gì? Ngừa về vấn đề về thúi rễ, lỡ cụ rễ và hạn chế vấn đề bị cháy rễ ha. Đó là vấn đề số 2. Thứ ba nữa là phun thuốc vô trong bông để làm sao cho bông nó ra đồng loạt, nó mập bông, nó dai cuốn, nó hạn chế rụng bông, rụng trái non, rụng bông. Đó, thì đó là vấn đề số 3. Còn cuối cùng luôn đó là phân để gãi. Cuối cùng luôn là phân để gãi để cho nó nuôi bông, cho cây mình nó sung nó tốt. Nó sung nó tốt và nó nuôi bông mình cho làm sao cho bông đạt nhất. Và hôm nay mình ghé lại vườn của chú Hăng sau khoảng thời gian khoảng đâu gần 45 ngày, khoảng 40 ngày. 40 ngày khi mà mình đăng cái clip đó lên. Thì hiện tại bông của chú Hăng trong giai đoạn là chuẩn bị sổ nhĩ. Nghĩa là làm sao để cho... Rồi cái bước quan trọng hơn nữa là khi cây sầu riêng sổ nhĩ thì các bạn hỏi mình là làm sao để làm cho đầu sầu riêng đậu trái đạt nhất có thể. Vì đây là sầu riêng mỏng thon, hay gọi là đô na, hay gọi là thái. Giống này mình đánh giá là cực kỳ khó đậu trái, nhưng mà lại rất dễ làm bông. Dễ làm bông nhưng mà cực kỳ khó đậu trái. Và các bạn cùng mình đi theo dõi vườn của chú Hăng ở giai đoạn hiện tại chuẩn bị sổ nhĩ thì mình cần phải làm gì trước khi sổ nhĩ để làm sao cho đậu trái tuyệt vời nhất các bạn ha. Thì đánh giá chung về dàn lá ngoài trước đi. Dàn lá ngoài hiện tại các bạn có thể thấy mình đang đi lúc này là nửa giữa trưa. Về dàn lá ngoài nè, tất cả các cây trong vườn nha, nguyên một hàng dài, rồi chút nữa mình quay vòng bên kia nữa. Thì cây về đánh giá xanh lá, lá rất là xanh, xanh mà xanh đen, với mình đánh giá như thế này gọi là chuẩn độ xanh. Và đương nhiên vào về vấn đề về cháy lá là không có xảy ra. Quan trọng nhất của sầu riêng mà làm sao khi mà sổ nhị nuôi bông nuôi trái thì không có vấn đề cháy lá thì coi như đạt. Thì vườn này mình cho quản lý về vấn đề về nhện và cháy lá cực kỳ hiệu quả. Nhện thì mình chia sẻ ở video clip trước là vấn đề mình đưa là mi tắc. Thứ hai là cái cháy lá mình đưa cái năm vô cúp bơ với cái ghi đồ nhật để ngừa. Nhưng mà trong cái quá trình mà để ngừa để cháy lá này nè, mình cho một cử nữa. Chút nữa mình sẽ ra bồn thuốc mình quay các bạn coi cái sản phẩm thuốc mình đưa trong giai đoạn trước khi sổ nhị là phun một cử nên ngừa cháy lá. Ngừa cháy lá ở vườn này nha. Còn một cử riêng mà về vấn đề về đọt nữa thì mình sẽ chia sẻ ở clip sau nhé. Còn về dàn bông, đây quay gần hơn cho mọi người, quay vô dàn bông thì quay vô trong giùm mình. Đứng bên kia quay qua, thấy không? Đây các bạn, thì đây là dàn bông của vườn chú Hăng ha. Đây là dàn bông nè. Thì bông hiện tại này các bạn thấy, quay gần vô cho mọi người nhìn rõ hơn. Bông hiện tại là đang dàn đít. Bông hiện tại đang trong dàn đít, nó dàn đít. Và đương nhiên có một số bông nó tét đít rồi. Tét đít thì mình gọi này gọi là trước sổ nhị. Thì mình làm sao để xử lý từ giai đoạn này nè, để quản lý về vấn đề gì, phun thuốc làm sao cho đậu trái. Thì đây là một cỡ ha, để mình đi vòng qua bên kia cho các bạn coi. Tắt cái đi. Đây các bạn, dàn bông của chỗ vườn của chú Hăng á, nó khủng khiếp vậy nè. Bông ha, một bàn tay này là không hết, thậm chí hai bàn tay mình đưa vô nó cũng không hết đâu. Bông mà gọi là chuẩn về cái chất lượng của mình á, nó bông nó mập nó bự. Và vườn này tỉa bông rất là đạt. Thì các bạn có thể thấy ha, tỉa bông một nhánh chừa từng chùm và nó nghiêng ra 3 chùm 4 chùm gì đó, nhưng mà nó nghiêng ra chứ nó không có tập trung vô một chỗ. Đó, thì các bạn có thể thấy nếu mà trong quy trình mà làm bông á, mình yêu cầu tỉa bông. Tỉa bông thì các bạn có thể thấy là một nhánh này trung bình chiều khoảng 3 chùm 4 chùm là vừa, tại vì nhánh này nhánh to. Đó, như thế vậy là đủ. Đó, bông thì một số bông thì bây giờ nó nở. Thì mình kêu á, cái cử này nè, cử trước này gọi là cử trước số nhị ha. Đó là một cây, ở phía bên kia nữa. Đó, dàn lá cây này nha. Đó các bạn thấy không, vẫn xanh vẫn tốt. Đó, vẫn xanh nóng mánh vẫn tốt. Phía bên kia cũng vậy luôn. À, vườn này là vừa khoảng 70 cây. Đó, khoảng 70 cây. Chủ yếu là mỏng thon. Chủ yếu là mỏng thon. Nhưng mà sao? Tuyệt vời. Năm nay làm bông mùa đầu. Làm với quy trình của kỹ sư Thái. Đó các bạn thấy dàn bông nè. Đó, tuyệt vời không? Một nhánh to thế này nè, chú uống chừa 4 chùm bông. Cho nên các bạn thấy đừng có để ham mà bông mà để nhiều, đừng có ham mà để nhiều cuốn. Về cuốn mà chất lượng cuốn nè, cuốn to, dài và xanh.
chứ nó không có vấn đề gì bị khớp nha. Một số vườn á, gửi hình qua cho mình á, thì chỗ này nè hay bị khớp, nghĩa là cái cuốn bông này nó không lớn đều, chứng tỏ là khi đó các bạn đưa cái dinh dưỡng đến nuôi bông đó, nó không đồng đều, thì dẫn đến là nó không đủ dinh dưỡng để nuôi bông, nuôi cái cuốn bông. Cái cuốn thì vấn đề về dinh dưỡng là về bo, về canxi, về dư lượng và amino thì đủ và cân đối thì cuốn bông nó sẽ đẹp, cuốn bông sẽ đẹp. Nếu các bạn làm mà coi những video clip cũ của mình á, mình chia sẻ rất là nhiều video clip nói về phần làm bông này nè, thì những cái vườn mà quy trình của mình làm, cô kỹ sư Thái đưa ra làm á, cái cuốn bông nó rất là đạt, cái cuốn bông của bên mình làm á nó rất là khác hẳn về cái độ xanh, độ xanh nè, cái độ gọi là mình gọi là độ đàn hồi của bông. Có những vườn mình đi á, mình thấy bông á nó bị xìu xìu, nó bị yếu, nó bị mềm, hoặc á là nó cứ ngắt, còn không là nó ngắn lại. Còn về của mình thì có nói có sự khác biệt ha. Bông này là khoảng 2 ngày tới 3 ngày nữa là sẽ nở nè, các bạn thấy nó hơi vàng nít rồi đúng không? Bữa nay đi vô vườn là có nghe mùi thơm đó các bạn. Đó, phần gốc gác nè, mình yêu cầu là cũng sạch sẽ ha. Sạch sẽ thông thoáng. Đó, mình đi dài qua bên kia nó đi. Đó, các bạn thấy không? Khoảng cách trồng thông thoáng, nắng vẫn chiếu được xuống mô, xuống gốc. Phần gốc thì sạch sẽ. Yêu cầu lúc nào cũng vậy, mình làm lúc nào cũng yêu cầu sạch sẽ thông thoáng. Đó, rễ nằm trên, mô cao thoáng. Bông tỉa đều. Đó, bông tỉa đều. Đó, nhưng mà trong vườn này có một số cái các bạn cần lưu ý nè. Đây, một số chùm bông sổ nhị trước. Một số chùm bông sổ nhị trước các bạn thấy có con nhỏ nhỏ. Cái con mà nhỏ trắng trắng, đen đen đó, nó bò. Thì cái con này á có nhiều tên lắm. Nó có cái tên thông thường gọi được gọi là tên là bò chỉ. À, rất là dễ nhớ. Còn một số tên khác ví dụ như là gầy lửa. Gầy lửa. Đó, thì cái tên gầy lửa thì nhiều khi dễ nhầm lẫn ha, gầy lộn với gầy, nhưng mà nhóm này kêu là nhóm bò chỉ. Đó, thì bông nở là sẽ có tình trạng này, tùy theo tỷ lệ nhiều hay ít. Nhưng mà đối với bò chỉ này thì mình khuyến cáo là nếu tỷ lệ như thế này thì nên phun để làm gì? Để quản lý, bởi vì bò chỉ mà nhiều quá nó làm cho cái bông của sầu riêng không nở được. Ví dụ như cái bông này các bạn thấy không, nó quá nặng dẫn đến nó bị đen luôn đó. Đó, thì mình nên khuyến cáo là nên xử lý giai đoạn này, bởi vì khi bông đang sổ gỗ á, nhưng mà nếu có bò chỉ á, thì mình không phun được, bởi vì hạn chế khả năng thụ phấn chéo. Đó, còn về vàng lá nè, mình quay lại các bạn coi vàng lá của cây làm bông đó các bạn. Giờ này đi giữa trưa lá nó xanh đen, nó nhìn mình như nó cười luôn. À, còn quên một cái nữa là vườn này nó không có gà đọt. Vườn này nó không có gà đọt. Vườn này mình đi phân, mình đi công thức phân hôm rồi mình có chia sẻ đó, mình cho gãi 2 cử và mình không hút thêm gì nữa, mình cũng chưa không cho gãi hữu cơ luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình không cho gà đọt đối với vườn này. Đó, các bạn thấy vàng lá rất là tuyệt vời ha. Đi mà nhìn ghiền luôn đó các bạn. Giờ này mình đứng giữa trưa mình nhìn vàng lá này, nó nhìn nó mơn mởn, nó không có dấu hiệu của cháy lá hay vàng lá gì, mình nhìn mình rất là vừa ý đối với vườn mà làm quy trình như thế này. Không có gì mà để chê được khi mà bông mà đang giai đoạn sổ nhị, lá xanh mướt, xanh đen đọt không ra, mà gốc gác sạch sẽ, bông cùng một cỡ, tỉa bông đều một cỡ bông luôn, rất là đẹp các bạn. À, nếu các bạn ở cái bè hay ở gần đây nè, Tân Hưng cái bè, Gạch Ruộng, Tân Thanh, nghĩ gần đây nếu các bạn muốn tham quan vườn thì cứ liên hệ với mình hoặc là biết vườn của chú Hăng á, ngay cầu ông bỏ các bạn chạy cuối đường luôn, đường đan, chạy xe cuối đường thì các bạn sẽ gặp vườn này, vườn rất đẹp, ở đây ai cũng biết chú Hăng cả đó các bạn. Rồi các bạn ha, thì đây là vườn của chú Hăng ở trong ấp 2 Tân Hưng cái bè Tiền Giang, và cái bộ thuốc mà mình đang đưa cho chỗ chú Hăng để sử dụng để phun, mình gọi là cử trước sổ nhị. Cử này mình gọi là cử trước sổ nhị các bạn ha. Trước sổ nhị có nghĩa là sao? Trước sổ nhị là phun trong giai đoạn mà bông từ giai đoạn mà chuẩn bị sổ nhị đến khi nó sổ nhị gộ thì mình gọi là trước sổ nhị. Còn khi mà sổ nhị sổ xong rồi khoảng 80-90% mình gọi là sau sổ nhị. Thì đây là bộ thuốc mình đang đưa cho chỗ chú Hăng. Thì mình nhắc lại luôn là vườn này là vườn mỏng thon. Vườn mỏng thon, và đặc tính của mỏng thon là rất là khó đậu trái. Khó đậu trái thì cái vấn đề về đậu trái á, thì mình gọi là một cái quy trình đậu trái chứ không gọi là thuốc đậu trái. Thì ở đây mình chia sẻ là bộ thuốc đậu trái, nhưng mà còn vườn của chú Hăng là mình có gọi là cái quy trình đậu trái là gồm cái gì? Là gồm thứ nhất là trong giai đoạn này các bạn nhớ tỉa bông giùm mình là một cái rất là quan trọng. Nhớ tỉa bông, sầu riêng món thon mà các bạn không tỉa bông, các bạn thấy bông từ trong ra ngoài nó nhiều, nó tràn trề luôn mà các bạn thấy nhiều quá, các bạn nghĩ trong đầu là không sao đâu, nó không sao đâu, nó gớt chùm này nó còn chùm khác chắc không sao đâu ha. Thì đặc tính riêng của giống mỏng thon luôn, nếu các bạn không tỉa thì tự nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau là tự nó rụng hết. Cái đó là về cái tỉa bông. Cái vấn đề số 2 nữa là về quản lý đọt, mình nhắc lại rất là nhiều luôn. Ví dụ như trong tình trạng hiện tại, giờ hiện tại là đằng đầu tháng 2 nè, đầu tháng 2 dương lịch mới vừa qua Tết đó,
hay còn gọi là mùng ra giêng anh cưới em, thì bữa nay là chính xác là 14-15, coi như là gầm ha, gầm tháng giêng. Thì ở thời điểm hiện tại ở Bình Phước và một số của huyện của tỉnh Đắk Nông, ví dụ như Đắk Rung, Đắk Gờ Lấp đó, một số đó giáp ranh với nhau, và Đồng Nai hay là Tây Ninh, thì chuẩn bị số nhị và còn gì nữa, đọt đang ra. Thời tiết ở trên miền Đông đó, miền Đông Tây Nguyên, thì nó dẫn đến bây giờ đọt đang ra. Thì đọt đang ra đó thì mình khuyến cáo các bạn là làm sao để cho đọt nó nhanh lụa, hoặc là các bạn chặn đọt làm như thế nào để quản lý cái đọt để nó không cạnh tranh dinh dưỡng được với cái bông này. Bông trong giai đoạn số nhị thì nó sẽ đậu trái tốt ha. Thì đó là mình gọi là cái quy trình để đậu trái. Còn về thuốc ở đây mình nói dù cho các bạn không, các bạn phun thuốc, thậm chí các bạn trộn với keo dán sắt 502 hay là kè cỡ keo dán điều chỉnh với keo hay keo dán ống PVC đồ, ví dụ vậy, cam kết các bạn luôn, không làm đúng quy trình thì nó cũng rụng hết ha. Còn về quay lại bộ thuốc thì đây là bộ thuốc mình đang đưa cho chỗ chú Hăng để xử lý cho làm sao đậu trái hiệu quả nhất. Về cái sản phẩm, những cái sản phẩm ở mùa này nó có khác biệt so với những mùa trước, thì đương nhiên mỗi một thời điểm mình cập nhật sản phẩm mới, những cái quy trình mới cho nó phù hợp với thực tế và phù hợp với sản phẩm mới nữa. Bởi vì sản phẩm mình luôn luôn cập nhật mới chứ không phải mình một bộ sản phẩm mình xài hoài. Thì mình nhắc lại luôn, ở đây là 4 sản phẩm mình đưa cho chỗ chú Hăng phun trước số nhị. Thứ nhất là chỗ là canxi bo và cái super bo này. Thì một cái đây là canxi bo, một cái super bo. Đây là canxi bo, là canxi là chính, canxi thành phần trong này 15%, dùng để làm gì? Dùng để hạn chế, dùng cho cái chống vấn đề gì? Rụng đốt, rụng bông và vấn đề gì, cái cuốn cho nó cứng cuốn, thì cái canxi nó làm chất lượng vậy. Còn cái bên là cái hàng super bo. Thì cái super bo này thành phần hàm lượng bo lên đến 12%, là bo nguyên chất. Bo nguyên chất luôn nha, bo này là bo vàng, bo như mật ong vậy đó. Bo vàng 12%. Để làm gì? Để tăng khả năng hạt phấn, để tăng cái số lượng hạt phấn lên, làm cho tăng khả năng đậu trái. Thì hai sản phẩm này lúc nào mình cũng sẽ có trong giai đoạn mà trước và sau số nhị. Đó là một cái. Còn về tiếp theo nữa là sản phẩm Agrobo và cái Actibofet này. Đây là cái Agrobo và Actibofet. Thì mình nói cắt cái Agrobo. Agrobo này là sản phẩm nhập nguyên của Mỹ, hàm lượng bo lên đến 10%. Nhưng mà bo này là bo amino chiết xuất từ thực vật, từ đậu nành. Trong này nó có ghi thông tin đầy đủ. Nó có ghi nè, ribosome, soy protein, hydrolysis và acid boric. Thì nghĩa là đã bo và amino trong này làm từ thực vật. Thực vật cho nên rất là an toàn luôn. Cái chai này á, mình đang hướng dẫn là xài cho 400 lít nước. Nếu các bạn mà pha nhầm ra thành 200 á, nó vẫn an toàn. Ủa nó hay ghê không? Đó ha. Coi, đó là cái hàng Arobo, hàng này của Mỹ, công ty Arota Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Còn một cái sản phẩm nữa là mình nói về các Actibofet này, trong giai đoạn từ giai đoạn mà ra bông cho đến giai đoạn mà số nhị và chạy trái, thì mình xài xuyên suốt các Actibofet, mình gọi là dinh dưỡng toàn diện. Dinh dưỡng toàn diện Actibofet ha. Để làm gì? Đây là một cái sản phẩm cung cấp đầy đủ những trung vi lượng thiết yếu nhất ở dạng SC. Ở dạng SC, hạt thuốc ở micromet. Ở đây mình dùng micro nha, chứ không có nano. Nano mình hiện tại mình đánh giá công nghệ nano nó xa vời lắm. Mình thực tế là mình xài là công nghệ này, công nghệ mình kêu là hạt thuốc ở dạng micromet ha. Thì khi cái micromet này, và khi mà một hạt thuốc á, ví dụ như các bạn xài phân đi, phân thì phân ba màu, phân một màu, thì có dạng phân á, là phân hấp cao đi, thì một hạt phân nó chứa đầy đủ đạm, lân, kali, chung vi lượng đầy đủ. Thì đối với cái hàng dinh dưỡng Actibofet này nó cũng vậy. Một cái hạt thuốc, một cái giọt thuốc ở trong cái Actibofet này nó có chứa đầy đủ những cái chung vi lượng cần thiết. Thì trong này thành phần chính của trong này là magie, mangan, đồng, kẽm ha, là những cái thứ cần thiết nhất trong quá trình mình cho cây ăn trái cao cấp như thế này, như là cây sầu riêng đó, để làm cho bông mình nó đạt về chất lượng nhất. Cho nên các bạn cũng đã thấy dạng bông của vườn chú Hăng rất là tuyệt vời. Mặc dù vườn này dưỡng bông ba cử, vườn này nha, mình đưa dưỡng bông ba cử, dưỡng bông chỉ ba cử thôi, giai đoạn ra bông giữa và giai đoạn cuối này mình đưa chỉ có ba cử dưỡng bông, và giai đoạn chuẩn bị số nhị này mình gọi là cử trước số nhị, và sau khi quá trình này mình gọi là quá trình đậu trái chạy trái, thì khi đó mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn theo dõi về vườn của chú Hăng nó tuyệt vời như thế nào, giống như vườn của anh Thành Lộc vậy đó các bạn ha. Và một bộ thuốc như thế này, một bộ gồm 4 chai, một bộ gồm 4 chai gồm Arobo, Canxibo, Superbo và Actibofet. 4 sản phẩm này mỗi thứ một chai, xài từ 400 tới 500 lít nước, chỉ phun vô trong chùm bông, chỉnh bét nhuyễn phun ướt đều vô trong chùm bông là đạt, là đạt. Đối với vườn này là tổng cộng là 72 75 cây gì đó làm bông, thì phun một lần là một bộ là 400 lít nước,
chỉ một bộ nha. Và hồi nãy mình có nói các bạn là trên bông á, nó có một số bông thủ trước nó có còn bộ chỉ, còn bộ chỉ còn ngày lửa đó, thì mình khuyến cáo có thể cộng chung với bộ này để phun. Và sản phẩm mình đang đưa luôn trong vườn này là cái mép Yono 700WB, hàng này của nguyên liệu Singapore do công ty mép Pacific Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Mình có để cái gói mép Pacific ở trên màn hình và phối trộn chung với cái bộ này để phun an toàn nha các bạn. Thì ngay thời điểm này nên phun một cử sâu và bệnh gì đó và bộ chỉ trước sâu nhị. Và khi mà bông sâu gỗ á, là gần như mình không khuyến cáo. Và các bạn hỏi mình là có quét phấn hay không, có quét phấn hay không, thì mình khuyến cáo là nên quét phấn. Vì sao? Đặc tính của giống sầu riêng là thụ phấn chéo. Quét phấn thì tỷ lệ đậu trái, chạy trái, trái tròn và hạn chế rụng sinh lý là rụng cái trái mà khi trái nửa ký, trái khoảng 50 ngày, 40-50 ngày, nó hạn chế cái tình trạng rụng trái rất là nhiều các bạn ha. Cho nên cái đó là đã có nghiên cứu, đã có thầy Hâu, chỗ giáo sư tiến sĩ Trần Nhân Hâu trong giáo trình đã có ghi. Cho nên các bạn đừng hỏi mình là có nên quét phấn hay không. Mình khuyến cáo là 100% nên khuyến cáo quét phấn. Và quét phấn thời điểm nào? Tối xuống, khoảng khi nào ra giường buổi tối các bạn nghe mùi thơm, từ khoảng 7 giờ tới 9 giờ. Một số khách của mình quét phấn các bạn tin 11, 12 giờ đêm, chụp hình gửi qua giúp mình. Anh kỹ sư ơi, giờ này tôi đang đi quét phấn. Đó các bạn. Đó thì quét phấn để tăng tỷ lệ đậu trái. Còn thuốc ở đây, mặc dù bộ thuốc mình đưa rất là cao cấp, nhưng nó chỉ là một phần bổ trợ trong quy trình đậu trái, chứ đâu phải là phun bộ này là không quét phấn đâu nhé. Rồi, đó là hướng dẫn của mình. Đây các bạn, đây là chủ vườn nè, chú Hằng nè. Đó, đôi dép để ở dưới gốc nè. Đó. Còn chú thì ở trên cây á. Đó, tướng to bự vậy nhưng mà các bạn thấy không, leo nhánh rất là điêu luyện. Đó, leo nhánh để tỉa bông. Vườn này là mình biết luôn, con mình chú làm đó. Con mình một chú làm đó. Đó, chú Hằng nè. Đó. À, hồi nãy mình có nói các bạn là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bộ thuốc mà mình đưa ngoài lá để ngừa cháy lá. Thì đây là cái sản phẩm ngoài lá. À, nhiều chai lắm nha. Nhưng mà đây là chai Kasai, thứ hai là chai Facebook. Đây là bộ thuốc mình đang đưa cho chú Hằng để phun ngoài lá. Kasai với hoạt chất là Kasugamycin và Chisilazon. Hàng này của anh Nhật Bản nha. Hàng này của anh Nhật Bản. Kasai, Agita Lysen nha. Hàng này nước nó màu đỏ, đẹp lắm. Cộng chung với Facebook. Facebook là Difenoconazole với Azoxystrobin. Để phun một cử này ngừa cháy lá trong giai đoạn bông nó 30 ngày. Mình có đưa này chú một cử. Nên các bạn thấy chai à. Chạy thuốc nằm dần nè, các bạn vô đây hỏi thuốc gì thì đây nằm đấy thôi.